Phạm Đức Hòa của câu lạc bộ Phái Sơn Nam đoạt quả bóng đồng và xin chúc mừng em ạ. Vâng, xin được chúc mừng quả bóng bạc và quả bóng đồng của Futsal Việt Nam năm 2018. Và sau đây chúng tôi xin mời quả bóng bạc Futsal Việt Nam 2018, đó chính là cầu thủ Hồ Văn Ý của câu lạc bộ Thái Sơn Nam sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ lên sân khấu để trao giải thưởng này. Xin mời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ạ. Cho quả bóng bạc Futsal Việt Nam của chúng ta Hồ Văn Ý câu lạc bộ Thái Sơn Nam, và xin mời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng như là Hồ Văn Ý sẽ cùng nán lại sân khấu ở phía bên phải để chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng lưu lại một bức ảnh chung với lại quả bóng đồng của chúng ta nhé. Xin được cảm ơn ạ. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời quả bóng đồng của Futsal Việt Nam 2018, đó là Phạm Đức Hòa phải không ạ? Xin mời Phạm Đức Hòa sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng quả bóng đồng Futsal Việt Nam 2018. Vâng, và Tường Vi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hồng Hải, tổng giám đốc công ty Thái Sơn Nam sẽ lên sân khấu để giúp chúng tôi trao giải thưởng này. Xin được trân trọng kính mời ông. Dạ vâng ạ, xin mời ông Trần Long Vũ, đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Sơn Nam sẽ cùng lên sân khấu để trao giải thưởng quả bóng đồng cho quả bóng đồng Futsal Việt Nam 2018 ạ. Dạ vâng, như vậy chắc có lẽ là chúng tôi xin được mời một lần nữa huấn luyện viên Hoàng Anh. Dạ vâng, như vậy là ông Trần Long Vũ đã có mặt. Dạ vâng, Thiên Vũ xin mời ông Trần Long Vũ, đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Sơn Nam sẽ lên sân khấu để trao giải thưởng cho quả bóng đồng ạ. Những quý vị đã biết là Trần Long Vũ cũng là một cựu tuyển thủ của Futsal Việt Nam của chúng ta phải không ạ? Rất là tuyệt vời trong giây phút này, xin được chúc mừng. Và bây giờ chúng tôi xin mời quả bóng bạc và quả bóng đồng cùng với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và cặp tài Nguyễn Minh Trí cũng như là hai người công bố giải thưởng của chúng ta sẽ cùng lưu lại một bức hình trên sân khấu cùng với quả bóng bạc và quả bóng đồng của Futsal Việt Nam 2018. Vâng, và một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng quả bóng bạc và đồng Futsal Việt Nam 2018. Vâng, và xin được chúc mừng hai bạn. Một lần nữa xin được chúc mừng quả bóng vàng, quả bóng bạc và quả bóng đồng của Futsal Việt Nam 2018. Xin chúc mừng tất cả các cầu thủ của chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua một số những hạng mục rất là quan trọng của buổi lễ trao giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2018 rồi phải không ạ? Kính thưa quý vị, trong năm qua thì việc nền bóng đá nước nhà đạt được nhiều thành công vang dội đã truyền cảm hứng cho các nhạc sĩ cũng như là ca sĩ sáng tác nên rất nhiều bài hát mới để cổ vũ tinh thần bóng đá của nước nhà. Và bên cạnh đó cũng có rất nhiều bài hát tuy đã lâu rồi nhưng được làm mới lại để góp phần truyền cảm hứng cho người hâm mộ, cổ động cho tinh thần chiến đấu của các cầu thủ của chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, và trước khi đến với những hạng mục trao giải tiếp theo thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một bài hát mặc dù đã cũ nhưng được làm mới lại hoàn toàn và lần đầu tiên được biểu diễn trước công chúng trên sân khấu của lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2018. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức ca khúc Niềm Tin Chiến Thắng với phần biểu diễn đến từ ca sĩ Hà Thúy Anh. Cho những niềm tin hiện lên sáng ngời, tôi sẽ hát cho mọi
lửa mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi, sẽ đến cho mỗi người. Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời. Dù có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng. Dù có đơn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên bờ vui. Niềm tin chiến thắng nói khắp tim yêu thương mọi người. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đi giữa cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta. Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rằng ơi. Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người. Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời. Dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng. Dẫu có đơn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên bờ vui. Niềm tin chiến thắng nói con tim yêu thương mọi người. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đi giữa cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta. Niềm tin chiến thắng vui. Niềm tin chiến thắng nói con tim yêu thương mọi người. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đi giữa cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên bờ vui. Niềm tin chiến thắng con tim yêu thương mọi người. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đi giữa cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta. Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Vâng, xin được cảm ơn phần biểu diễn rất là hào hứng và sôi động của nữ ca sĩ Hà Thúy Anh. Xin được cảm ơn và kính thưa quý vị, từ lâu thì bóng đá nữ đã chiếm được cảm tình rất lớn từ người hâm mộ khi liên tục đạt được những giải thưởng cũng như là những chiến thắng vô cùng vẻ vang trên đấu trường khu vực. Và ngay bây giờ sẽ là thời khắc để tôn vinh những nữ cầu thủ xuất sắc của chúng ta. Nhưng trước tiên xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt lên màn hình để theo dõi clip Top 5 đề cử cho quả bóng vàng nữ Việt Nam 2018.
Vâng, kính thưa quý vị, đó chính là top 5 nữ cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam năm 2018. Và ai trong số họ sẽ nhận được giải thưởng quả bóng vàng, quả bóng bạc và quả bóng đồng 2018. Ngay sau đây xin mời quý vị một lần nữa chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình của sân khấu để xem top 3 của giải thưởng nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018. Vâng, mình xin chúc mừng top 3 cầu thủ đã lọt vào hạng mục quả bóng vàng, bạc và đồng nữ Việt Nam 2018. Xin được chúc mừng cầu thủ Nguyễn Thị Tuyết Nhung đến từ câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Xin được chúc mừng cầu thủ Trương Thị Kiều đến từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng xin được chúc mừng cầu thủ Huỳnh Như đến từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Rất tuyệt vời. Thưa quý vị, đây chính là ba nữ cầu thủ sẽ đạt được ba ngôi vị cao nhất trong làng cầu thủ nữ của bóng đá Việt Nam năm 2018. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quả bóng vàng nữ 2008 Đỗ Thị Ngọc Trâm sẽ cùng tiến lên sân khấu để xướng tên cô gái vàng của bóng đá Việt Nam, quả bóng vàng năm 2018. Vâng, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, cùng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình đêm trao giải quả bóng vàng 2018 ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Trâm không thể nào quên được cái cảm giác cách đây đúng 10 năm, thì Trâm cũng được vinh dự nhận giải quả bóng vàng Việt Nam 2008. Thời điểm đó, danh hiệu đó là động lực để Trâm cũng như các cầu thủ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa. Và ngày hôm nay, giải thưởng đó Trâm vinh dự sẽ được trao cho một cầu thủ khác. Rất là hồi hộp. Và không biết ngày hôm nay ai sẽ là được danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2018. Trâm xin phép được mở phong bì ạ. Vâng, quả bóng vàng nữ Việt Nam 2018, Nguyễn Thị Tuyết Dung, đội Phong Phú Hà Nam ạ. Vâng, và xin được chúc mừng cầu thủ hữu thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung đến từ câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Xin mời bạn tiến về sân khấu ạ. Một lần nữa xin được chúc mừng Nguyễn Thị Tuyết Dung của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam đã trở thành quả bóng vàng nữ Việt Nam 2018. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Anh Tú, chủ tịch VPF sẽ lên sân khấu để trao tặng giải thưởng này. Và chúng tôi cũng xin mời Đỗ Thị Ngọc Trâm sẽ cùng nán lại sân khấu để sau đó chúng ta sẽ cùng lưu lại bức ảnh cùng với quả bóng vàng nữ Việt Nam 2018 ạ. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho quả bóng vàng nữ Việt Nam năm 2018, Nguyễn Thị Tuyết Dung đến từ câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Và xin cảm ơn ông Trần Anh Tú, cựu cầu thủ, huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương cùng Đỗ Thị Ngọc Trâm. Vâng, và xin mời quả bóng vàng chúng ta sẽ nán lại sân khấu để có đôi lời chia sẻ. Xin mời bạn. Dạ, lời đầu tiên cho em xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến các quý vị khách quý, các thầy cô và tất cả mọi người có mặt trong ngày hôm nay ạ. Thật sự là giờ phút này em rất là hạnh phúc vì trải qua một năm thi đấu thì được sự yêu mến của tất cả mọi người đã ưu ái cho em và bình chọn cho em được giành được danh hiệu này. Thì đối với em, tất cả những danh hiệu mà em giành được trong những năm qua thì đều có sự đóng góp rất lớn từ thầy cô. Và em xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả đồng đội của mình từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Và giải thưởng này cũng là niềm vui và khích lệ rất lớn cho em để làm sao phấn đấu cho những năm tiếp theo. Và em xin cảm ơn. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng quả bóng vàng nữ Việt Nam 2018 Thuyết Dung đến từ câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Xin được cảm ơn Tuyết Dung rất nhiều và xin được cảm ơn Ngọc Trâm rất nhiều với phần công bố trao giải vừa rồi. Xin cảm ơn.
Vâng, và kính thưa quý vị, và tiếp tục chương trình chúng ta sẽ tìm ra chủ nhân của danh hiệu quả bóng bạc và đồng nữ 2018. Và xin được trân trọng kính mời cựu cầu thủ nữ quả bóng vàng nữ 2003 Văn Thị Thanh sẽ tiến về sân khấu để công bố giải quả bóng bạc và đồng nữ 2018. Xin được trân trọng kính mời. Thì hôm nay thì Thanh đứng rất là run, cũng không biết nói gì. Và đầu tiên là Thanh xin chúc mừng tất cả các cầu thủ nữ trong những năm vừa qua đã đạt được thành công nhất định. Và Thanh cũng từng là cầu thủ và được cống hiến cho bóng đá nước nhà ngày hôm nay. Thanh hiểu được cái sự cái khó khăn và những cái nỗ lực mà các cầu thủ đã đem lại để được có thành công như ngày hôm nay. Và hôm nay cầu thủ Thanh nghĩ là cầu thủ nào cũng xứng đáng để đạt được cái kết quả và sự nỗ lực của các cầu thủ như ngày hôm nay. Và Thanh không muốn quý vị khán giả là phải chờ lâu, và sau đây Thanh xin được mở phong bì chứa kết quả này. Vâng, chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đợi quả bóng bạc và quả bóng đồng của nữ ạ. Thanh xin được công bố quả bóng bạc nữ năm 2018 là Huỳnh Như. Vâng, xin được chúc mừng Huỳnh Như đã đoạt giải quả bóng bạc nữ, như vậy đồng nghĩa với việc cầu thủ Trương Thị Kiều của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được giải thưởng quả bóng đồng nữ Việt Nam năm 2018. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời Huỳnh Như, cầu thủ đoạt danh hiệu quả bóng bạc nữ 2018 sẽ tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng. Và xin được trân trọng kính mời ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên sân khấu để trao giải thưởng danh giá này. Xin trân trọng kính mời. Được chúc mừng quả bóng bạc nữ Huỳnh Như, và xin mời ông Huỳnh Thanh Nhân và Huỳnh Như sẽ cùng nán lại sân khấu để chúng ta sẽ cùng lưu lại một bức ảnh cùng với quả bóng đồng của chúng ta, quý vị nhé. Và ngay bây giờ xin được mời quả bóng đồng 2018 tiến về sân khấu. Xin được mời Trương Thị Kiều sẽ tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng này. Xin được mời bạn. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ quốc gia ông Mai Đức Chung sẽ lên sân khấu để trao giải thưởng quả bóng đồng nữ Việt Nam 2018 cho cầu thủ Trương Thị Kiều của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, và một tràng pháo tay thật lớn dành cho quả bóng đồng nữ 2018 ạ. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Huỳnh Thanh Nhân, huấn luyện viên Mai Đức Chung, huấn luyện viên Văn Thị Thanh và hai cầu thủ của chúng ta sẽ cùng lưu lại một bức hình thật đẹp ở trên sân khấu trong giây phút rất là vinh danh này ạ. Một lần nữa xin được chúc mừng quả bóng bạc nữ và quả bóng đồng nữ, xin được chúc mừng các bạn. Vâng, kính thưa quý vị, và chúng ta đang tiến đến gần hơn giải thưởng đang được mong đợi nhất trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, trước khi đến với giải thưởng này thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một món quà đặc biệt đến từ một cô ca sĩ Hàn Quốc. Xin được một tràng pháo tay thật lớn dành cho Harry Won. Mùa tuyết năm nay lại trở về cùng với bao nhiêu lời ước thề. Ngày đó ta mình có đêm Chúa ra đời sẽ không còn chia cách. Hãy subscribe.
xin cảm ơn ạ. Vâng, xin được cảm ơn phần trình diễn rất là tuyệt vời của ca sĩ Harry Won. Đây chính là một món quà, một lời chúc mà ca sĩ Harry Won cũng như chương trình muốn gửi đến các cầu thủ cũng như là quý vị khán giả nhân dịp Giáng sinh đã cận kề, thưa quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, chúng ta như vậy là chỉ còn một hạng mục trao giải thưởng nữa thôi. Nhưng chúng tôi tin rằng đây chính là hạng mục mà tất cả chúng ta đang hồi hộp chờ đợi nhất. Kính thưa quý vị, đó chính là hạng mục quả bóng vàng, bạc và đồng của Nam năm 2018. Vâng, và kính thưa quý vị, và trong năm 2018 thật sự là một năm rất là đặc biệt đối với bóng đá Việt Nam. Khi chỉ vừa mới đây thôi, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã viết lại lịch sử sau 10 năm lên ngôi vô địch tại AFF Cup. Và để đạt được những thành tích này thì chúng ta không thể không nhắc đến một người hùng thầm lặng. Đó chính là huấn luyện viên Park Hang-seo. Và ngày hôm nay trong chương trình lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2018 thì chúng tôi muốn mang đến cho quý vị một số hình ảnh về huấn luyện viên Park Hang-seo. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt lên màn hình. Đó là những hình ảnh phải nói là rất là khác với huấn luyện viên Park Hang-seo, đúng không ạ? Một người phải nói cũng rất là mưu lược và cũng rất là nghiêm nghị và nghiêm khắc trong quá trình tập luyện cũng như là thi đấu, nhưng mà cũng rất là hài hước đúng những rồi. Lúc cần, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, kính thưa quý vị, đó là những hình ảnh rất là đặc biệt, rất là khác mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị về huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã mang đến rất nhiều thành công trong bóng đá Việt Nam của chúng ta trong năm vừa qua, phải không ạ? Vâng, và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hạng mục giải thưởng quả bóng đồng Nam 2018. Thì với hạng mục này, chúng tôi xin được mời lên sân khấu cựu tuyển thủ Đỗ Khải. Vâng, xin mời cựu tuyển thủ Đỗ Khải, một trung vệ thép của đội tuyển bóng đá Việt Nam một thời của chúng ta, sẽ lên sân khấu để công bố quả bóng đồng Nam năm 2018. Xin mời anh Đỗ Khải. Xin kính thưa quý vị, Đỗ Khải rất vui khi có cơ hội có mặt ngày hôm nay để công bố cái kết quả này. Và ngay bây giờ, Đỗ Khải xin mời quý vị xem video clip top 5 cầu thủ trong hạng mục quả bóng vàng năm 2018.
Vâng, kính thưa quý vị, và vừa rồi là top 5 quả bóng đồng Việt Nam 2018. Và tiếp theo để theo dõi top 3 là ai? Xin mời tất cả quý vị tiếp tục hướng mắt về sân khấu. Vâng, kính thưa quý vị, sau đây đó chính là top 3 cầu thủ lọt vào danh sách đề cử cho quả bóng vàng Việt Nam năm 2018. Vâng, top 3 quả bóng vàng Nam năm 2018 đó chính là Nguyễn Anh Đức, câu lạc bộ BKMX Bình Dương, Nguyễn Quang Hải, câu lạc bộ Hà Nội và Phan Văn Đức, câu lạc bộ Sông Lam, Nghệ An. Giây phút hồi hộp đã đến và bây giờ chúng tôi xin được mời cựu cầu thủ Đỗ Khải sẽ mở phong bì để công bố quả bóng đồng Nam năm 2018. Kính thưa quý vị, cho phép Đỗ Khải xin mở phong bì kết quả quả bóng đồng Nam năm 2018. Quả bóng đồng Nam năm 2018 thuộc về cầu thủ Phan Văn Đức, Sông Lam Nghệ An. Vâng, xin được chúc mừng Phan Văn Đức, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã giành giải quả bóng đồng Nam năm 2018. Xin mời Phan Văn Đức sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng của mình. Vâng, và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Tấn Phong, tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ tiến về sân khấu để trao giải thưởng này. Xin được trân trọng kính mời ông. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho quả bóng đồng Nam năm 2018. Và bây giờ xin mời cầu thủ Đỗ Khải sẽ cùng tiến ra sân khấu để cùng lưu lại bức hình cùng với Phan Văn Đức ạ. Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Tấn Phong, tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng đã trao giải thưởng quả bóng đồng Nam năm 2018. Một lần nữa xin được chúc mừng Phan Văn Đức, quả bóng đồng Nam năm 2018. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với hạng mục trao giải thưởng mà Thiên Vũ tin chắc rằng tất cả quý vị đang mong chờ nhất, đó chính là quả bóng vàng Nam năm 2018. Hai cầu thủ còn lại, Nguyễn Quang Hải của câu lạc bộ Hà Nội và Anh Đức của câu lạc bộ BKMX Bình Dương, ai sẽ là quả bóng vàng Nam năm 2018? Vâng. Và đã có rất là nhiều người kêu Hải, nhưng cũng có rất là nhiều người gọi tên Anh Đức, phải đúng không rồi ạ? Rất là khó khăn đúng không ạ? Nhưng và giải vàng thì chỉ có duy một nhất mà thôi. Một giải thôi quý vị ạ. Rất là hồi hộp phải không ạ? Và để công bố giải thưởng này thì ngay bây giờ xin được mời lên sân khấu ca sĩ Harry Won và Hoa hậu Tiểu Vy. Wow. Xin mời hai cô gái xinh đẹp và sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng với chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị hồi hộp cho việc công bố kết quả quả bóng vàng Nam năm 2018. Một tràng pháo tay thật lớn cho Hoa hậu Tiểu Vy và ca sĩ Harry Won. Vâng, lời đầu tiên thì xin được cảm ơn Tiểu Vy và Harry Won, hai cô gái vô cùng xinh đẹp đã dành thời gian đến với buổi lễ trao giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam năm 2018. Nhân đây thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để giao lưu với hai cô gái xinh đẹp này quý vị nhé. Đầu tiên thì cho phép Thiên Vũ được hỏi là không biết là Tiểu Vy và Harry Won có thích xem bóng đá không? Lời đầu tiên thì Tiểu Vy xin phép được gửi lời chào đến quý đại biểu, tất cả khán giả đang ngồi ở đây cũng như là đang xem đài truyền hình. Thực sự mà nói thì nước Việt Nam bây giờ đều hướng về bóng đá và Vy cũng vậy. Lúc gần đây thì Vy khi mà tham gia cuộc thi Miss World thì mình đã đều theo dõi và ăn mừng chiến thắng một mình trong lúc mà các thí sinh khác đều đã đi ngủ. Thì anh biết được là em đã rất là hâm mộ. Vâng, xin được cảm ơn Tiểu Vy. Như vậy là một mình trong phòng khi các thí sinh của mình đã đi ngủ hết, mình vẫn âm thầm theo dõi các tuyển thủ của chúng ta. Vậy thì có thể nói là Tiểu Vy cũng rất là đam mê bóng đá, đặc biệt là bóng đá trẻ trong thời gian gần đây đúng không? Vậy thì cầu thủ nào mà Tiểu Vy thích nhất? Cái này thực sự là một câu hỏi khó đối với em. Tại vì tất cả các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam thì ai cũng đều rất là tuyệt vời. Còn Harry Won thì sao? Không biết là có yêu thích cầu thủ nào không? Anh làm em khó quá anh Vũ ơi. Cũng khó. Dạ. Tại vì sao? Tại vì ai cũng đẹp trai, ai cũng xuất sắc phải không? Hay là sao? Ai cũng giỏi hết và rất là thích cái patient.
cái sự vision của họ, nhiệt huyết, cái sự kiên nhẫn của họ, đam mê của họ. Harry rất là thích cái vision của họ, cho nên Harry thực sự thì mỗi lần nhìn cái cảnh đó Harry rất là xúc động, rất là xúc động. Và vừa mới đây nhất là Harry cũng coi bóng đá nhiệt tình và Harry đi bảo với chồng mình. Dạ. Như vậy là có đi bảo đầy đủ đúng không Harry Wan? Xin được cảm ơn rất nhiều. Như vậy là hai bạn cũng có yêu thích rất là nhiều các cầu thủ nam của chúng ta đúng không? Vậy thì không biết là đó là những cầu thủ trẻ hiện nay, nhưng mà không biết là hai bạn có biết tới những cái tuyển thủ mà khoảng nhiều năm trước đây, đó cũng là một thế hệ vàng đã mang lại rất là nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam của chúng ta không? Chắc là cũng biết hơi hơi thôi đúng không? Vậy thì hôm nay cho phép Thiên Vũ cũng như là Tường Vi xin được giới thiệu với hai bạn cũng như là tất cả quý vị khán giả ở đây hai cựu tuyển thủ mà chúng ta có thể dùng là huyền thoại của bóng đá Việt Nam một thời luôn. Đó chính là cựu danh thủ tiền đạo Lê Huỳnh Đức cũng như là tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn. Xin mời Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hồng Sơn sẽ cùng tiến ra sân khấu cùng với hai người đẹp của chúng ta và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với phần công bố quả bóng vàng Việt Nam năm 2018. Vâng, xin mời anh Lê Huỳnh Đức và anh Nguyễn Hồng Sơn sẽ cùng tiến về phía giữa sân khấu. Chúng ta cũng tiếp tục phần giao lưu của chúng ta với hai cựu tuyển thủ của chúng ta, đúng không ạ? Dạ vâng, xin được chào anh Lê Huỳnh Đức và anh Nguyễn Hồng Sơn. Không biết Harry Won với lại Tiểu Vi có biết anh Đức với lại Hồng Sơn, anh Hồng Sơn không? Em biết anh Hồng Sơn. Thấy chưa? Em thì chỉ được nghe mọi người kể, còn lúc đó Vi còn nhỏ đúng không? Vâng, xin được cảm ơn Tiểu Vi và Harry Won rất nhiều. Xin được chào anh Huỳnh Đức và anh Hồng Sơn. Kính thưa quý vị, nếu như quý vị nhớ thì anh Lê Huỳnh Đức chính là cầu thủ đầu tiên nhận được giải quả bóng vàng Việt Nam vào năm 1995 đấy thưa quý vị. Vậy thì không biết anh Lê Huỳnh Đức trong giây phút mình quay trở lại với sân khấu quả bóng vàng này, anh Huỳnh Đức có thể chia sẻ cảm xúc của mình cái lúc mà mình nhận được giải quả bóng vàng đầu tiên đó như thế nào không anh Lê Huỳnh Đức? Lời đầu tiên cho Huỳnh Đức kính chào quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng tất cả những người hâm mộ đang xem trực tiếp truyền hình và trong khán phòng này, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Nếu mà nhớ lại thì cách đây đúng là 23 năm. Khoảnh khắc đó thì Đức chắc là cũng giống như là các cầu thủ trẻ của mình, đàn em mình đang ngồi dưới đây, cảm thấy rất là hồi hộp và căng thẳng. Và sau khi mà công bố tên của mình thì thực sự rất là hạnh phúc và sung sướng. Thì lúc đó mình mới nghĩ lại một quãng đường dài làm việc cực lực, hết mình vì bóng đá. Và sau đó mình nhớ lại tất cả những hình ảnh của đồng đội mình cùng chia sẻ những khó khăn, lao động và rèn luyện, và những sự chỉ dạy của những người thầy của mình, và không quên sự giúp đỡ của tất cả các vị lãnh đạo của liên đoàn thời điểm đó. Thực sự lúc đó bóng đá rất là khó khăn chứ không đơn giản như bây giờ. Mỗi chuyến đi tập huấn nước ngoài cũng rất là khó khăn. Để mà được thi đấu cọ sát ở các đội bóng quốc tế thì thực sự cái điều kiện cũng ít hơn bây giờ rất là nhiều. Tất cả các cầu thủ phải tự lực tập luyện, nỗ lực cá nhân của mình, cũng không có nhiều thông tin truyền tải như bây giờ, không được xem bóng đá quốc tế mà thường xuyên như bây giờ. Thì lúc đó rất là khó khăn, hầu như tôi và Hồng Sơn và số đồng đội đều phải tự rèn luyện. Thì vậy khi mà đạt được cái danh hiệu đó thì chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là xúc động vì cái công sức của chúng tôi bỏ ra mà đã đạt được cái thành quả như thế. Vâng, vâng, rất là chính xác đúng không? Danh hiệu quả bóng vàng đến là một cái sự minh chứng cho cái sự cống hiến hết mình của các cầu thủ của chúng ta. Vậy thì còn anh Nguyễn Hồng Sơn thì như thế nào quý vị? Anh Nguyễn Hồng Sơn là anh đã hai lần nhận được danh hiệu quả bóng vàng được không anh Sơn? Vậy thì không biết anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình trong buổi tối ngày hôm nay cũng như là anh có thể đánh giá một chút về nền bóng đá Việt Nam của chúng ta trong năm 2018 vừa qua được không ạ? Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể quý khán giả xem truyền hình. Phải nói rằng thế hệ của chúng tôi rất là vinh dự lại một lần nữa được đứng ở đây để có một cái vinh dự là đọc tên và sướng tên những cái cầu thủ xuất sắc nhất trong năm nay. Và chúng tôi thực sự thì cũng không biết nói gì hơn. Ghi nhận những cái thành tích cũng như những cái gì mà các cái thế hệ trong năm nay đã đạt được, chúng tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn và thật là tuyệt vời đối với đội tuyển ngày hôm nay. Rất tiếc là Đỗ Khải cùng thế hệ với chúng tôi là anh ấy không nán lại một chút, thì với cũng một trung vệ thép, một tiền vệ là đủ ba hàng đúng không? Hàng thủ, hàng tiền vệ và hàng công. Anh Lê Huỳnh Đức là một trung phong mà phải nói rằng là
tất cả các cái hàng phòng ngự cũng như là thủ môn đều rất khiếp sợ khi đối mặt với trung phong Lê Huỳnh Đức. Tuy nhiên thì có một người không sợ và còn nói với tôi, đó là bà xã nhà của anh Đức là không sợ. Xin được cảm ơn chia sẻ rất là vui của anh Nguyễn Hồng Sơn. Bây giờ thì dạ vâng, xin mời Tường Vy có muốn hỏi gì đối với các cựu danh thủ cũng như là hai người đẹp của chúng ta không Tường Vy? Dạ nãy giờ là em muốn hỏi rất là nhiều nhưng mà anh Thiên Vũ là dành hỏi hết rồi. Tiện thể đây thì cho xin em xin được phép hỏi là anh Hồng Sơn và anh Huỳnh Đức hai anh dự đoán là ai sẽ là chủ nhân của giải thưởng quả bóng vàng trong năm 2018 ạ? Cái này chắc dành cho cả bốn vị luôn nha. Trước khi anh Đức trả lời thì Hồng Sơn xin tranh một tí ạ. Và trước đây thì hay chuyển bóng cho Đức thì bây giờ Đức phải nhường lại một tí. Thực ra thì mỗi người mỗi cầu thủ nhỏ như Hồng Sơn hay Quang Hải hay Văn Đức là rất là thiệt thòi. Và chúng tôi nhờ ở trên là những cầu thủ to cao như anh Đức và anh Lê Huỳnh Đức, anh Trần Minh Chiến. Chính vì vậy thì tôi nghĩ rằng là tôi vẫn ưa những cầu thủ nhỏ con hơn. Rồi, anh Đức có sự đáp lời nào với phát biểu vừa rồi của anh Nguyễn Hồng Sơn không ạ? Thật ra đúng như Sơn nói, thật ra thì những cầu thủ nhỏ con thì họ lại có những cái ưu điểm khác, nhanh nhẹn. Nhưng mà những cầu thủ to con như tôi và anh Đức kia thì tôi nghĩ là trên sân cũng cần có những cầu thủ như thế này để làm điểm tựa cho các bạn nhỏ con. Rồi bây giờ còn Tiểu Vy và Harry Won thì tôi nhớ nào, các bạn thích một cầu thủ to cao lực lưỡng như anh Lê Huỳnh Đức, anh Đức, hay một cầu thủ vô cùng khéo léo nhưng mà nhỏ con một xíu như là Nguyễn Hồng Sơn hay là Quang Hải của chúng ta nè? Xin mời Harry Won đi. Em thích cả hai luôn có được không ạ? Em ham lắm. Còn Tiểu Vy thì sao? Chắc em cũng giống Sơn đúng không? Rồi như vậy là biết luôn. Bây giờ hỏi dự đoán mà Quang Hải hay là anh Đức ai sẽ được quả bóng vàng thì hai bạn cũng sẽ chọn cả hai luôn đúng không? Thôi bây giờ chốt lại một cái, anh Hồng Sơn đi, rồi tới anh Huỳnh Đức nè. Huỳnh Đức, anh Đức và Quang Hải, anh Hồng Sơn sẽ dự đoán là ai nhận được quả bóng vàng. Tôi vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Rồi, vậy là Quang Hải. Rồi, còn anh Lê Huỳnh Đức, anh có bảo vệ quan điểm của anh luôn không ạ? Thật ra thì Đức nói thế thôi, nhưng mà trong cái năm nay thì quá trình thi đấu và cống hiến rất là nỗ lực của Quang Hải, rất có nhiều dấu ấn từ cái giải U23 ở Tuần Châu rồi tới Suzuki Cup, thì một quá trình cống hiến xuyên suốt và lâu dài và đều hiệu quả. Thì tôi vẫn nghĩ là Quang Hải vẫn là người xứng đáng đọc được cái danh hiệu cao quý này. Rồi, hai phiếu cho Quang Hải. Harry Won thì sao? Em chỉ muốn hỏi anh một điều. Rồi. Hai người, tức là bây giờ hai bạn đều là con của Việt Nam phải không ạ? Đúng. Vậy thì bây giờ người nào thắng cũng là con của Việt Nam thắng thôi. Việt Nam vô địch! Và... Rồi, còn Tiểu Vy thì sao nè? Chắc em cùng quan điểm với là anh. Như vậy là bầu cho Quang Hải luôn đúng không? Ê, dạ khó quá. Rồi Tường Vy, cho Tường Vy luôn. Dạ em cảm thấy rất là thiệt thòi bởi vì anh Thiên Vũ hồi nãy giờ hỏi hai cô gái bên này nhưng mà không đoái hòa gì với cô gái đứng cạnh bên. Thì em cũng xin được phép đưa ra dự đoán của mình. Em đoán là Quang Hải. Như vậy là chúng ta đã hỏi các quý vị đang đứng ở trên sân khấu đây rất là nhiều dự đoán nguyên về Quang Hải phải không? Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng xem tiếp xem những thành phần khác chúng ta sẽ dự đoán như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của một nhân vật cũng rất là đặc biệt, đó chính là huấn luyện viên Park Hang-seo. I'm sorry about the Golden Boy in Vietnam. The ceremony will be in 22 of the December. So you think which players gonna be gonna be the person who get that award? 뭐 하도 많은 좋은 선수들이 많기 때문에 뭐 확실치는 모르겠다. 근데 지금 뭐 다 누가 봤던지 간에 정말 그분들한테 축하드리고 싶습니다. Em thấy năm nay quả bóng vàng thuộc về cầu thủ Quang Hải. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ như thế nào được không Harry Won? Dạ, ông Park Hang-seo chia sẻ với mình là thực ra thì đệ tử của tôi ai cũng giỏi hết nên tôi không thể đoán được, tại vì ai cũng xứng đáng để nhận giải. Tôi không biết là ai sẽ nhận nhưng mà tôi muốn gửi lời chúc mừng bạn ấy.
Rồi, vậy là cũng giống như Harry Won luôn đúng không? Rồi. Như đó là dự đoán của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng rất là không biết được ai luôn. Bây giờ để rõ hơn nữa thì xin mời quý vị chúng ta một lần nữa sẽ cùng xem những dự đoán của người hâm mộ, của những khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam của chúng ta như thế nào quý vị nhé. Nghe khẩu hình miệng thì có lẽ là đa số dự đoán là Quang Hải. Đúng không? Mọi người nhìn khẩu miệng. Và có lẽ là Quang Hải đang chiếm được rất là nhiều ưu thế trong các dự đoán của rất nhiều các chuyên gia cũng như là các người hâm mộ của bóng đá Việt Nam của chúng ta, phải không? Vậy thì nãy giờ là chúng ta đã biết được rất nhiều dự đoán của quý vị rồi. Còn một lần nữa thì bây giờ chúng tôi xin được hỏi tất cả quý vị khán giả ở đây, quý vị dự đoán Quang Hải hay là Anh Đức sẽ giành được quả bóng vàng ạ? Em nghe nhiều, em nghe bên kia là Hải nè, bên này là Anh Đức nè. Là có nói rất chung là nhiều, cũng rất là khó đúng không ạ? Phía dưới nãy nghe Anh Đức có vẻ còn nhiều hơn nữa. Rồi, Anh Đức có không ạ? Anh Đức đâu ạ? Anh Đức, dạ. Rồi, bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi xin mời hai cầu thủ Anh Đức và Quang Hải sẽ cùng tiến lên sân khấu để chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đợi xem ai sẽ là chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng nam năm 2018. Xin mời Anh Đức và Quang Hải. Vâng, và bây giờ thì cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức, anh Nguyễn Hồng Sơn cũng như là Tiểu Vi và Harry Won đã ở vị trí để chuẩn bị công bố kết quả cuối cùng của chúng ta rồi ạ. Vâng, và Tường Vi xin được mời anh Hồng Sơn và anh Huỳnh Đức sẽ mở phong bì. Xin được mời hai anh. Ai sẽ là chủ nhân của quả bóng vàng 2018 vẫn là một ẩn số. Giây phút hồi hộp nhất đã đến. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thật là tập trung lên sân khấu ạ. Vâng, và cái tên đoạt quả bóng vàng thật là vinh dự. Hồng Sơn xin nhường lại cho hai người đẹp xuống tên ạ. Nhiệm vụ rất là khó khăn đấy ạ. Xin mời Tiểu Vy và Harry Won. Dạ, em hồi hộp quá. Và bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa, em xin được công bố kết quả. Và danh hiệu quả bóng vàng năm 2018 đã thuộc về cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Xin chúc mừng. Vâng, và xin được chúc mừng cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã là chủ nhân của quả bóng vàng Việt Nam 2018. Vâng, vâng, và tuy nhiên quả bóng bạc còn lại đó chính là Anh Đức. Xin chúc mừng cầu thủ Anh Đức. Vâng, cũng xin được chúc mừng Anh Đức đã giành được giải quả bóng bạc nam năm 2018. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ đến với phần trao quả bóng bạc nam năm 2018. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thu sẽ tiến lên sân khấu để trao chiếc cúp quả bóng bạc nam năm 2018 cho tiền đạo Anh Đức của câu lạc bộ Becamex with you. Một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho Nguyễn Anh Đức đã đạt được giải quả bóng bạc nam năm 2018. Vâng, và xin được chúc mừng cầu thủ Nguyễn Anh Đức và xin cảm ơn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bà Nguyễn Thị Thu ạ. Và cũng xin được cảm ơn Nguyễn Anh Đức rất nhiều. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay cho quả bóng bạc nam năm 2018 Nguyễn Anh Đức được không quý vị? Vâng, xin được cảm ơn Nguyễn Anh Đức rất là nhiều. Xin được chúc mừng chàng tiền đạo to con của chúng ta với bàn thắng quyết định cho trận chung kết lượt về AFF Cup, phải không ạ? Và ngay sau đây thì Tường Vy xin được trân trọng kính mời Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bà Thân Thị Thư và bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ trao chiếc cúp đặc biệt nhất cho quả bóng vàng nam 2018. Đó chính là cầu thủ Nguyễn Quang Hải của câu lạc bộ Hà Nội. Mỗi cầu thủ đã có những đóng góp vô cùng quan trọng cho nền bóng đá nước nhà trong năm 2018.
Và bây giờ quả bóng vàng nam năm 2018 cao quý đã được trao đến tay của Nguyễn Quang Hải, chàng tiền vệ tài hoa của đội U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vâng, và một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa dành cho quả bóng vàng Việt Nam 2018. Xin mời bà Thân Thị Thư và mời bà Lê Thị Hoàng Yến sẽ cùng nán lại sân khấu ạ. Xin mời Thư và xin mời cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Tiểu Vi và Harry Quân sẽ cùng tiến vào sân khấu để chúng ta cùng lưu lại một bức ảnh thật tuyệt vời cùng với quả bóng vàng nam năm 2018 cùng với quý vị lãnh đạo của chúng ta ạ. Vâng, một lần nữa chúng ta hãy cùng lưu lại những giây phút tuyệt vời nhất cho cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Quả bóng vàng nam năm 2018. Vâng, và xin cảm ơn và xin mời anh Nguyễn Quang Hải sẽ nán lại sân khấu để chúng ta có đôi lời chia sẻ ạ. Xin cảm ơn Harry Won, xin cảm ơn Hoa Hậu Tiểu Vi. Xin cảm ơn anh Hồng Sơn, anh Huỳnh Đức ạ. Và xin cảm ơn hai vị lãnh đạo. Xin mời bạn, bạn sẽ có những cái chia sẻ gì trong một ngày rất là đặc biệt của bạn là chủ nhân của quả bóng vàng Việt Nam 2018. Xin mời Quang Hải, chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước một xíu nha, ngay chỗ ánh đèn vinh quang nhất trên sân khấu. Lời đầu tiên cho tôi được gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả mọi người, các vị đại biểu cùng đang xem, cùng tất cả mọi người đang xem truyền hình cũng như là có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Thật sự đây là một giải thưởng rất là cao quý đối với tôi, và tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các đồng đội, các huấn luyện viên ở câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia đã giúp đỡ tôi trong suốt một năm vừa qua, và chắc chắn rằng đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục cố gắng thi đấu để cống hiến cho câu lạc bộ cũng như là đội tuyển quốc gia để đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của Nguyễn Quang Hải, quả bóng vàng nam năm 2018. Xin được chúc mừng, và những chia sẻ vừa rồi của quả bóng vàng nam năm 2018 cũng đã chính thức khép lại buổi lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam năm 2018 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức. Xin được chính thức khép lại tại đây. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả các cầu thủ xuất sắc của chúng ta đã giành được những giải thưởng vô cùng danh giá trong năm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và chúng tôi, những người tổ chức chương trình, xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là quý vị sẽ luôn luôn đồng hành cùng với bóng đá nước nhà. Và xin mời tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý nhà báo cùng với các huấn luyện viên, chúng ta hãy cùng nhau tiến về sân khấu để lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, và chúng tôi xin được chân thành cảm ơn và xin kính chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại quý vị trong buổi lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam năm 2019. Xin kính chào tạm biệt.